Thưa quý vị, khác với những năm trước, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình lễ hội Hoa Tam Giác Mạch lần thứ 7 năm 2021 theo hình thức công chiếu trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang và các nền tảng số, mạng xã hội vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 11. Và chương trình đã thu hút được sự theo dõi của đông đảo nhân dân. Gia đình anh Long dự tính đi du lịch tại 4 huyện của Hà Giang để tham quan và ngắm hoa tam giác mạch. Nhưng do dịch COVID-19 nên gia đình anh phải tạm hoãn chuyến đi. Biết được thông tin tỉnh tổ chức chương trình công chiếu lễ hội hoa tam giác mạch trên nền tảng số, nên gia đình anh đã cùng nhau theo dõi để được chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh về vùng cao nguyên đá Hà Giang. Thì tuy là chúng tôi không đi trực tiếp để xem được, nhưng mà có thể là người dân Hà Giang nói chung và cả nước nói riêng. Đấy, có thể hiểu được phần nào về truyền thống dân tộc này, các món ăn, danh lam thắng cảnh và sẽ thu hút được lượng khách du lịch đến với Hà Giang. Với chủ đề hoa của đá, chương trình lễ hội hoa tam giác mạch năm nay diễn ra trong thời gian 45 phút, được phát sóng trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương, trên nền tảng số của tập đoàn FPT, báo điện tử VN Express và mạng xã hội fanpage YouTube. Qua chương trình đã giúp khán giả và du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những dải hoa tam giác mạch nở rộ hay các hoạt động văn hóa du lịch mang đậm bản sắc các dân tộc trên vùng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn. Đến những nơi danh lam thắng cảnh, những cái địa danh rất là nổi tiếng của vùng cao, thì tôi đã cảm thấy là đi trực tiếp tôi đã thấy nó đẹp rồi. Nhưng ngược lại đến bây giờ là làm cái chương trình này lên để phát sóng trên các hình ảnh, lấy chọn lựa những hình ảnh mà những cái hình ảnh qua các màn hình nhỏ tôi thấy nó lại càng thấy đẹp hơn. Cách làm linh hoạt của tỉnh Hà Giang trong việc tổ chức lễ hội hoa tam giác mạch trên nền tảng số đã mang đến cho bà con một góc nhìn mới cho lễ hội năm nay. Rất là may mắn là bây giờ cái hệ thống truyền hình, truyền thanh nó rộng rãi, cho nên là cũng mở ra để xem những hoạt động lễ hội hoa tam giác mạch của tỉnh. Tỉnh Hà Giang đã phối hợp với công ty dịch vụ du lịch Đông Dương Sài Gòn tổ chức một chương trình trải nghiệm du lịch online trực tuyến có quy mô lớn để quảng bá lễ hội hoa tam giác mạch và hình ảnh du lịch Hà Giang đến các đối tác lớn là các doanh nghiệp, các công ty lữ hành trong và ngoài nước. Giờ đây, khi tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được tỉnh kiểm soát, thì ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Giang đang linh hoạt xây dựng kế hoạch, sẵn sàng đón du khách trở lại thưởng thức không gian văn hóa đậm chất truyền thống của đồng bào dân tộc nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.